Kênh Qua Lan Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Qua Lan Thơ xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi cái cách mình trồng lan Phật Ngọc. Đây, lan Phật Ngọc này là cái loại lan này là cái bông rất là đẹp nha cô chú. À, bông ở phía ngoài nó màu xanh hơi trắng ngà, họng nó vàng vàng, có hai con mắt đen rất là đẹp. Hôm nay kênh Qua Lan Thơ sẽ chia sẻ các chú cách trồng. Thì giờ nó hắt ngọn là mình bóc nó ra mình trồng. Thì cái bộ rễ này mình trồng lên thì mình cũng phải cắt nó bỏ đi chứ mình để nó cũng khô nó chết à. Mình tỉa bộ rễ này ra cho bật mầm gốc. Cái loại lan thì mình bóc nó ra là nó ấy. Nó rễ này mình tận dụng là nó không có xài được, trừ khi nào rễ nó mới nhú, nó còn non nó mới nhú ra thì được. Còn này nó dài quá rồi mình bóc nó ra thì nó chọc rễ hết rồi, nên mình tỉa nó hết đi, tỉa sạch sẽ vậy nè. Này mình sẽ tách nó ra để cho nó nhảy mầm, dày quá. Bữa nay ngày lễ rồi, người ta hát hò quá trời các chú ơi. Rồi giờ mình sẽ chậm nó lên, tách cái này ra, nhảy mầm gốc. Rồi mình chuẩn bị cái chậu, dưới đây là hoàn toàn là xốp. Cái loại cái đặc tính của cái cây lan này là nó không ngơ ẩm, nó chịu khô, mình ghép lên cây thì nó còn tốt hơn nữa. Nên giờ mình trồng chậu thì mình trồng cho nó khô ráo chút, dùng bỏ thông. Với ngọc thạch ba màu, Phật Ngọc này nè, nó họ chút xíu rêu rồi nè, ít rêu thôi, gọt lớp cho nó làm cái điểm. Cái mùa này cũng hanh khô nữa, mình giữ cho nó hơi có độ ẩm một tí, nó nhẹ tứ chứ không gì. Cứ mình để vậy nè, bón phân nó không có bị lọt kẽ. Thì rêu này, rêu rừng này mình cũng xử lý hết nè cô chú. Một là các cô chú ngâm bằng nước vôi, hay là các cô chú luộc nó lên, nấu nước sôi luộc nó, luộc gà vậy, luộc cho nó chín rồi nó diệt ba cái mầm cỏ dại với ba con ốc sên rồi.
Rồi giờ mình sẽ trồng cà lan lên. Rồi, mấy cái thân dài, cái thân nào dài mình trồng ngay đến giữa. Đến giữa mình dùng cái cây que cắm nó xuống. Lại giữa phòng nó to quá, nó chỗ chổi đơn giản rồi, có nhiều cách trồng. Trồng sao cho cái gốc nó chắc chắn là được nha cô chú, chứ đừng lung lay cái gốc.
trồng này là nó thấy vậy cho nó ra cái chậu bự luôn. Xong rồi các cô chú, em có cái giò phạt ngọc đó, nữa cái mầm cắt mầm gốc nó bật lên hết thì nó sẽ đều, nó tròn cái tàn mà nó rất là đẹp. Mà này nữa sổ qua cũng rất là đẹp luôn. Thì nó chậm đơn giản, nó không có chịu ẩm, nó chịu khô, ẩm quá thì nó sẽ chết. Cái loại này nó họ ngọc thạch đó. Thì cái cách thần thì nó cũng đơn giản thôi, thì ví dụ mình trồng lên gì xong mình cứ xịt thuốc đó, thuốc dùng Hùng Nguyễn hay là gì đó, Atonix hay là B1 kia, cộng với B1 rồi mình xịt thôi, nó ra rễ nó bật một gốc. Hôm nay kênh Lan thôi xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mình cái cách trồng lan phạt ngọc và cái cách thần. Các cô chú anh chị mến kênh Lan thơ hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào chuông và chia sẻ để tạo động lực cho kênh Lan thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.